ở bác sĩ cho Xuân Tân được hỏi là bình thường những cái triệu chứng khẳng tiếng như thế này nó sẽ diễn ra trong khoảng thời gian bao lâu và nếu như mà khản tiếng kéo dài mà mình không điều trị một cách triệt để thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống ạ? Thực ra chúng ta biết là cái viêm nhân khai khản tiếng mất tiếng ấy có thể là cấp tính và nếu trong trường hợp như viêm thanh quản cấp tính là các triệu chứng của nó khản tiếng tạm thời và cải thiện sau khi các cái nguyên nhân chúng ta được giải quyết ví dụ như là do những khuẩn do virus hoặc do cảm lạnh yeah. hoặc ở những người mà lai hét quá nhiều thì có một thời gian nghỉ ngơi nghỉ ngơi giọng nói thì cái tình trạng sẽ giảm tuy nhiên là ở những trường hợp như là viêm thanh quản mãn tính ấy, thì thấy rằng là sẽ thành tình trạng đã kéo dài hơn 3 tuần và viêm thanh quản mãn tính là thường gây ra bởi những cái kích thích theo thời gian hoặc là gây ra bởi những cái căng thẳng ví dụ như là sử dụng giọng nói hoặc là hít phải các cái hóa chất hoặc là viêm xoang rồi hút thuốc lá yeah. thì tất cả những khi mà chúng ta biết là phải cần phải có thời gian điều trị nếu chúng ta không điều trị thì chắc chắn là tình trạng sẽ kéo dài và sẽ trở nên nặng hơn bởi vì cái tình trạng khản tiếng mất tiếng ấy, ảnh hưởng tới sức khỏe bởi vì nếu mà chúng ta không khản khản tiếng mất tiếng không nói được thì cái việc giao tiếp các cái công việc chúng ta bị ngưng trệ nếu những người mà làm cái nghề mà sử dụng giọng nói ngay cả bác sĩ rồi ngay cả giáo viên rồi ngay cả ca sĩ thì hoàn toàn có thể ảnh hưởng rất là nhiều. Vậy chứ nếu trong trường hợp như vậy thì uh, nếu mà chúng ta không, không 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 có sự cải thiện thì cái tình trạng sẽ kéo dài hơn và gây cái tình trạng như là uh, ảnh hưởng tới cái hệ hô hấp như là phế quản như là phổi rồi hôi miệng rồi ảnh hưởng tới cái việc mà giao tiếp đến công việc bởi vì chúng ta biết là khi khản tiếng mất tiếng như vậy thì chúng ta biết rằng là rất là khó khi chúng ta sử dụng được giọng nói để chúng ta giao tiếp để chúng ta làm việc ví dụ trao đổi với công việc mà chúng ta biết là giọng nói chúng ta đã gặp phải vấn đề chúng ta không thể trao đổi được thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tới cả công việc lẫn sức khỏe và tới chất lượng cuộc sống.